À, tôi cũng để xem nào. Tầm này mà leo lên cao thủ sau đó thì mới biết đâu mà đi làm huấn luyện viên nó lại tươi. Gì chứ bây giờ làm huấn luyện viên đang là trend anh em ạ. Giờ làm huấn luyện viên đang là trend đấy. Anh thì từ mới thế nào? Tôi mới nhìn thấy ngoại hình thôi. Tôi nhìn thấy ngoại hình thôi, cứ là nữ mà lại vếu to là tôi thích rồi, chứ cũng không quan trọng rằng là phải tướng mới là như thế nào cả, cứ là mẹ vếu to và là tướng nữ là tôi thích cực kỳ luôn đấy. Em thấy cái vũ khí con tướng mới khá là phê. Các ông đã nhìn thấy cái hoạt cảnh, các ông đã nhìn thấy cái cách con ném vũ khí, các ông thì nó cách dùng vũ khí đâu mà các ông thấy phê. Đơn giản nó là một dạng kiểu severe, mẹ có một cái vòng to hơn đấy thôi. Đây là cảm quan của tôi. Nó là một dạng kiểu như là Sivir có một cái vũ khí to hơn. Nhưng mà với những gì mà tôi thấy thổ tả về con này có vẻ như nó giống một con pháp sư hơn là một con vật lý như là Sivir. Poppy có vếu méo đâu ấy, nhưng mà khổ quá. Rồi nó sẽ lớn. Poppy nó chưa lớn thôi, rồi nó sẽ lớn. Ai rồi cũng khác. Hy vọng nó có một cái tuổi dậy thì nó ok. Mẹ là Poppy mà lớn lên là mẹ chưa biết là thằng nào ăn thằng nào đâu nha. Tôi nghĩ là con tướng mới là pháp sư đấy, chắc là pháp sư đấy. Cái kiểu mà điều khiển mẹ ba nguyên tố là chỉ có pháp sư rồi. Không biết nó lại, không biết nó có phải là một cái dạng kiểu như là Invoker của Liên Minh Huyền Thoại hay không. Ngày xưa mà tôi chơi Dota là tôi cũng không chơi nổi con Invoker, bởi vì nó có nhiều nguyên tố quá mẹ, cái cách kết hợp nó nhì nhằng quá. Mẹ, lửa lửa sét, lửa 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 sét, sét 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 lửa đấy. Là chưa kể ở bên băng, cộng một bên băng cũng kinh, mini stun rồi là băng 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 sét rồi băng băng lửa các thứ. Wow, bạn ngày xưa chơi Invoker đúng là cũng đau đầu đấy, thực sự mà nó là đau đầu. Hình như là sát thủ vật lý à? Ôi, ôi cầm vũ khí như thế mà sử dụng nguyên tố mà đánh vật lý thì hơi buồn. Tôi thích nó là pháp sư hơn. Chưa gì để có một người lên chửi bới rank Việt Nam là một lũ chó rách thì ok. Thì là chó rách đi, chỉ cần thượng đế hài lòng thì thượng đế nói là chó rách thì là chó rách đi. Làm sao để đánh chuyên nghiệp á? Anh cứ lên đi, bạn dễ bỏ mẹ, đánh chuyên nghiệp dễ bỏ mẹ. Bạn cứ đến mà bảo một cái đội tuyển chuyên nghiệp bảo ê tao muốn đánh chuyên nghiệp, tuyển tao đi, họ tuyển bạn thế là bạn thành game thủ chuyên nghiệp rồi, dễ vãi đái. Nhưng còn làm thế nào để được tuyển thì tôi không biết nhá. Tôi chỉ cho cách bạn cái con đường ngắn nhất để làm game thủ chuyên nghiệp thôi, rất dễ. Chạy đến nói với thằng huấn luyện viên đi, ê cho tao làm game thủ chuyên nghiệp xong. Ok, tôi tuyển bạn. Thế là bạn thành game thủ chuyên nghiệp. Thích vãi lìn. Làm thế nào để họ tuyển thì tôi không biết. Garena chơi đắt thế, quy đổi 800 RP mới được Tristana tiểu quỷ. Dễ người dễ ta mà khó người khó ta. Nó đắt thì lại, nếu mà nó rẻ thì nó lại thành không hiếm. Nó đắt thì nó mới là hiếm. Thế bây giờ nó đắt, bạn dùng tiền bạn mua cái đắt thì không có nhiều người có. Thế lúc đấy bạn mới gọi là chơi đồ hiếm. Chứ bây giờ rẻ quá thì ai cũng chơi. Anh ơi leo gì cái gì lên gì thì leo rank mạnh á. Tôi nghĩ là lên nào leo rank cũng mạnh. Cứ đánh áp dụng đúng công thức, đúng giáo trình của Mạnh An thì cái nào cũng mạnh cả. Vào phát mút ôn luôn, chơi không chửi bới, không toxic. Đồng đội fit kệ con mẹ chúng nó, mình cứ chuyên tâm mình làm cái việc của mình. Thế là tươi rồi. VCS có nhà tài trợ mùa hè chưa? Tất nhiên là có chứ. Nhưng còn bao giờ công bố thì chúng tôi chưa biết. Chắc chắn là có chứ, làm gì có chuyện không có. Mạnh nặng bỏ mẹ không gánh nổi, thật sự là tôi không gánh được thằng đấy. Với những người đánh mà cái tính nó nền nã thì còn gánh được, phải bình tĩnh thì còn gánh được, nhưng mà thanh niên đấy hay cáu bẩn lắm là chịu 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 chịu. Tôi đánh tôi thích đánh với những người phải nền nã cơ. Giáo án Alistar, Alistar thì nó lại là một cái con khó gánh team lắm. Cái con đấy là con nó phụ thuộc vào team nhiều, nên là tôi không thích đánh những con mà nó thuần tanker trong vai trò hỗ trợ. Tôi muốn đánh, nếu mà đánh hỗ trợ thì tôi lại đánh đam, đánh đường trên thì tôi đánh tank, nhưng mà đánh hỗ trợ tôi lại đánh đam. Vì tôi nghĩ là nếu như bạn mà đánh một con hỗ trợ tank theo kiểu meta ấy, Brom, Tahm, Ken, Alistar thì khó khó carry team lắm. Hai căn năm như em liệu có thể tiếp tục xây dựng thể thao điện tử nước nhà hay không? Ô, thì bây giờ mẹ thể thao nước nhà không trông cậy vào những cái người trẻ như bọn em thì không cậy vào ai ở Duy Phong này. Chính bọn em, chính những cái lứa trẻ như bọn em mới sẽ là những viên gạch đặt nền móng tiếp theo cho cái esports nước nhà. Startup bây giờ livestream giải đề thi các kiểu. Mà thấy éo thằng đấy nghỉ học lâu rồi mà nó học vẫn giỏi nhở. Nó giải được đề toán đó tôi thấy kinh đấy. Thật. Nó giải được đề toán đại học tôi thấy quá kinh đấy.
Mẹ bất kỳ một thông ông game thủ nào bây giờ mà làm đề toán đại học mà làm được 5 điểm thôi là tôi gọi mẹ bằng sư phụ mẹ luôn, thề. Con Kennen khi nào thì dùng đạo trích? Ari hoặc bước chân. Bước chân thần tốc thì tôi không biết. Bước chân thần tốc thì nói chung là nó có những cái hoàn cảnh mẹ cụ thể riêng. Nhưng mà riêng với Ari và đạo trích thì nó tùy vào cái vị tướng đối đầu với bạn. Về mặt cơ bản mà nói thì khi mà đi một kèo dễ, một con tay ngắn ở bên kia, một kèo mà bạn có thể trên cơ hoàn toàn thì bạn muốn rớt đồ nó nhanh ấy, tức là bạn muốn hướng đến những cái món đồ lớn nó nhanh ấy thì bạn dùng đạo trích. Còn nếu như mà với cái việc mà đối phương là những cái con mà khó nhằn, kể cả là cái kèo dễ mà bạn muốn kiểu harass, bạn muốn đi đường, bạn muốn băng trụ thì bạn dùng Ahri. Thế thôi, cái gì cũng có cái giá của nó. Ahri mạnh đầu, mạnh ngay từ những mẹ cấp độ 1. Còn đạo trích thì lại phải có một cái giai đoạn đi đường để tích tiền. Sau đó thì hướng đến giai đoạn mid game thì nó mạnh hơn. Nó do kinh nghiệm mỗi người chơi thôi. Tôi là một người không bao giờ chơi Kennen nên tôi chịu. Tôi không rõ lắm cái vụ mà Kennen. Tôi chỉ phân tích như vậy thôi chứ còn. Anh nghĩ sao nếu QG tạo bất ngờ á? Bất ngờ thì là cũng có thể ấy. Chả có gì là không có thể cả. Bây giờ á, cuộc sống mới đầy rẫy sự bất ngờ. Tự dưng này, tôi ngồi nói chuyện với các bạn thế này thôi nhưng mà mai tự dưng lại có một quả bom nguyên tử làm cái cặp pem một cái, thế là xong, bất ngờ chưa? Quá bất ngờ. Nếu mà ăn một quả bom nguyên tử là cũng chả có VCSA mà xem luôn. Thế nên là có nhiều cái bất ngờ lắm. Thì cái việc mà kia QG mà tạo được bất ngờ trước Dat Sinh thì tôi nghĩ có cơ sở. Dat Sinh vừa mới thay đổi đội hình, hoàn toàn QG có thể làm nhài. Ôi nhưng mà là BO3 khó phết đấy. QG có thể thắng một game nhưng mà thắng hai game thì nghe chừng hơi khó. Nhưng mà tôi vẫn mong QG tạo được đột biến thì nó vui. Tôi sẽ ủng hộ hết mình cho cả hai đội tuyển. Khổ thật, em chơi LOL 3 năm mà vẫn bạc. Có thằng chơi 2 năm cao thủ mẹ nó bình thường. Nó lại quá bình thường. Thượng đế sinh chúng ta ra đâu có phải là cho chúng ta tất cả mọi thứ. Khi ông nào đánh rank giỏi thì các ông ấy lại mất cái khác. Tán gái kém chẳng hạn. Ví dụ như là sinh lý yếu hay là học kém. Ví dụ thôi nha, ví dụ thôi. Còn những ông mà đánh điện tử kém thì biết đâu lại thành mẹ một doanh nhân thành đạt. Rồi có thể là thành mẹ một tỷ phú vân vân và mây mây. Người thì có người rít người rát, biết làm sao được. Có SBTC Mạnh An không nhỉ? Có hay không thì các bạn phải hỏi thầy ba. Thầy ba có tuyển tôi không? Bây giờ thầy thầy là thầy, còn tôi là trò. Mà thầy không tuyển tôi thì tôi cũng làm được gì. Bây giờ toàn Aram, mà cứ Aram mà bị nói là thằng đàn bà. Em hiểu sao, khổ bạn Dũng Lê. Còn em hiểu sao, tại sao mà người ta cứ chửi đánh Aram mà đàn bà. Để tôi cho các bạn biết một bí mật nhá. Anh Hoàng Luân của các bạn là trùm Aram con mẹ luôn. Hoàng Luân đánh Aram nhiều vãi lìn. Chuyên trị đánh Aram với mấy anh em trong công ty. Đánh Aram vui mà. Nó thể hiện cái sự gọi là giải trí. Những cái người mà không có nhiều thời gian thì đánh Aram thôi cho nó tiện. Thế thôi. Kết thúc ban đầu nó nhanh, không mất quá nhiều thời gian mà vẫn được vui, vẫn được đánh LOL. Anh định làm bình luận viên đến bao nhiêu tuổi á? Thì các bạn nhìn vào anh Quang Huy, Quang Tùng ấy, các anh ấy bây giờ bao nhiêu tuổi? Các anh ấy giờ chả phải 50 tuổi rồi còn gì nữa. Năm nay tôi mới có 30, 31. Thì cứ cho là bây giờ tôi sẽ làm việc bằng các anh ấy đi. Tôi sẽ làm việc thêm 20 năm nữa. Ui dồi ôi. Cái đời người nó chỉ như cái chớp mắt thôi mà anh em. Thế nghĩ ngợi làm gì nhiều. Tôi sẽ làm cho đến khi nào tôi còn làm được. Tôi sẽ làm đến khi nào mà anh em vẫn còn yêu mến tôi là tôi sẽ làm. Em gì đâu. Thoải mái đi. Camille mid hot vậy. Cho Vi cầm hai trận liền. Ngoài Camille ta thấy một con rất là ok này. Là con Yuumi hỗ trợ. Chẳng qua là các ông đánh rank các ông không không biết đánh con Yuumi thôi. Con Yuumi mạnh lắm. Tập đánh Yuumi đi. Tìm một người duo vai trò xạ thủ hỗ trợ rồi tập đánh con Yuumi đi, rất khỏe đấy. Anh dự đoán QTV bao giờ về hưu? Như thế nào là về hưu? Hỏi các ông như thế nào là về hưu? Hả? Về hưu ý chỉ là cái từ dành cho những cái người mà đi làm hành chính, đi làm nhà nước rồi. Đến tuổi thì phải về hưu thôi. Chứ còn với những người mà đam mê cái bộ môn eSports này thì không có từ về hưu. Chỉ có một từ là giải nghệ thôi, chứ không có từ về hưu. Một khi mà còn chơi, một khi mà còn tham gia là còn chiến đấu, chứ không có chuyện về hưu. Phân tích con Camille á, có gì đâu mà phân tích cả các bạn. Chiêu thức các bạn biết hết rồi. Tại sao người ta dùng ở đường giữa nhiều? Là đơn giản ấy, có rất nhiều cách để giải thích cho một cái meta mới. Một vài con tướng dị chơi ở một vài vị trí mới. Thì cách đơn giản nhất là bạn nhìn xem là bây giờ cái meta đường giữa có những con nào đang lên. Thì biết đâu đấy con Camille là một trong những con khắc tinh một cách tốt nhất những cái con tướng mà đang lên trong meta hiện nay. Thì đấy là một trong những cái lý do.
rồi xem là chiêu thức của nó được búp không, có cái món đồ nào liên quan đến cơ mưu được búp không, vân vân và mây mây. Ui sổ, cơ mưu nó hay ở một điểm là khi cấp 6 các bạn đảo sang hai bên cánh rất là khỏe với một cái chiêu cuối xua ganh, tức là bạn đã xác định ganh là bạn có thể ganh ở một cự ly rất là xa, đá móc phi thân sau đó úp lồng chiêu cuối, không một thằng nào chạy được hết đó. Mà bây giờ cái chiến thuật băng trụ nó vẫn còn cực kỳ thịnh hành, thế nên là cơ mưu đường giữa vì sao mà nó hot là vì thế, nó sẽ rất mạnh ở cấp 6 khi mà đảo xuống hai đường với cánh và dùng để băng trụ tuyệt vời. Vì sao nó băng trụ tuyệt vời? Cơ mưu nên vào trước, cơ mưu nên vào trước, cơ mưu nên ăn đam trụ trước. Sau khi bị trụ bắn gần chết thì cơ mưu dùng chiêu cuối để đổi target. Đó là vì sao, lý do vì sao mà người ta chơi cơ mưu nhiều như vậy. Logic một tí thôi là ok rồi. Nhận định của anh về con tướng mới sắp ra chả có nhận định mẹ gì cả, ngoài việc nó là giống cái và vếu khá to, thế thôi. Tôi phải biết chiêu thì tôi mới nhận định được chứ. Cái con Yuumi ý, thì nó hơn cái con support thường ở một điểm là nó lợi hơn một cái spell. Nó không cần cầm tốc biến, nó sẽ cầm được hai spell đánh nhau. Có thể là kiệt sức thiêu đốt, có thể là kiệt sức hồi máu, có thể là kiệt sức lá chắn, vân vân và mây mây. Thế nên là cái hay của Yuumi là như thế. Nhưng mà chơi nó không dễ nhà. Stark về đâu là đẹp á anh An? Stark về đâu á? Tôi nghĩ là Stark nên về nhà. Tôi nghĩ là làm công việc game thủ thì nó vất vả, xa nhà lâu. Thì bằng một cách nào đấy, bằng một quãng thời gian nào đấy hợp lý, Stark nên về nhà một chút, thăm cha thăm mẹ, thăm anh em họ hàng, nghỉ ngơi xả hơi đấy 1 tuần 2 tuần cho đầu óc nó thư thoáng, chứ cứ suốt ngày livestream, cứ suốt ngày giải đề toán nó cũng căng não. Về nhà đi Stark, về nhà đi em, để tìm kiếm sự bình yên. Thế nha Stark nha. Em đang trong một team đang đi đánh giải ao làng với mấy anh em mấy tỉnh lẻ, giờ muốn lấn sân sang chuyên nghiệp thì cần làm những điều kiện gì? Đội mới em tham gia được hả anh? Những điều kiện gì thì em mới tham gia được? Tôi đã nói với bạn rồi, cái cách mà đánh chuyên nghiệp rất dễ là đến nói với cái thằng huấn luyện viên trưởng của một đội chuyên nghiệp ấy, tôi muốn đánh chuyên nghiệp, ông tuyển tôi đi, thế là họ tuyển bạn là bạn thành game thủ chuyên nghiệp, thế thôi. Chứ còn để mà làm sao họ tuyển bạn thì tôi không biết, bạn phải phô diễn được kỹ năng, bạn phải có tên tuổi, bạn phải leo rank cao. Chứ bây giờ cuộc sống này bây giờ nó vốn là như vậy, bạn mà không có mối quan hệ thì rất là khó. Nhiều khi có những ông đánh ở tầm rank 100 thôi nhưng mà lại có quan hệ chơi với thằng này thằng kia của đội này đội kia, thế nó lại dẫn về, thì nó lại giới thiệu và anh Linh Giao Thủ ơi, em biết được cái bạn này đánh rank top 100 thôi nhưng mà có tiềm năng lắm, thì bạn sẽ có lợi thế hơn là mấy cái ông mà không có quan hệ, chả quen biết ai thì phải chịu thôi. Còn cách đơn giản nhất ý, thì tôi nghĩ cách đơn giản nhất cho những cái bạn mà có đam mê ấy, tìm hiểu xem cái hòm thư, tìm hiểu xem cái fanpage của mấy cái đội mà các bạn thích ý, gửi mail về, gửi inbox về, đưa một cái CV ra, học cách viết một cái bản CV đi, giới thiệu những cái điểm mạnh nhất của bản thân vào đấy. Tôi đã từng trong quá khứ là leo rank top mấy, có niềm đam mê, có sự cầu thị vân vân và mây mây, nộp cho người ta thì biết đâu người ta để ý. Chứ nói thật nhá, cái số lượng game thủ chuyên nghiệp Việt Nam bây giờ không ít, thì nếu nếu như mà bạn không chịu khó mà làm một cái gì đó khác biệt thì còn lâu bạn mới được để ý, người ta vẫn nhìn bạn như là một anh gọi là anh cao thủ, đại cao thủ thách đấu leo rank chấm hết. Chứ bạn bè tôi chơi đầy thằng cao thủ, đầy thằng thách đấu nhưng cuối cùng đâu có đánh chuyên nghiệp đâu. Anh thích Artemis hay Slayer? Về cơ bản mà nói thì cái câu hỏi của bạn là một câu hỏi tối nghĩa. Thích là thích như thế nào, đúng không? Tự dưng các bạn lại hỏi tôi thích. Artemis nó cũng từng đánh đường trên, nó từng đánh xạ thủ. Thế các bạn hỏi tôi là tôi thích cái gì? Anh ơi, anh thích hai bạn này ai đi rừng hay hơn à? Hay là ai đi đường trên hay hơn, hay ai đánh xạ thủ hay hơn, phải nói rõ. Hay là anh thích ai, thích ngoài đời à? Thích đi chơi với thằng nào, thích đi xem phim với thằng nào à? Nó phải hỏi rõ ra. Chứ còn hỏi thích thì tôi chả thích ông nào cả. Tự dưng hỏi thích, ô, hóa ra tôi nói là tôi thích ông này ông kia, các bạn lại bảo tôi gay à? Không được, không được. Thằng này anti SGD mà hỏi nó thích hay không. Sao biết hay thích nhờ? Đấy, làm công việc này nó mẹ khó khăn lắm anh em ạ. Thỉnh thoảng có mấy thanh niên ở đâu chui ra nói là mình thế này, mình thế kia là mình phải chấp nhận, vì họ là thượng đế cơ mà. Họ bảo mình là anti fan thì mình là anti fan.
họ bảo mình là thằng óc chó thì mình là thằng óc chó, còn họ thích mình thì mình vui quá. Nhưng vấn đề là cuộc sống 100 thượng đế thì đâu có phải là 100 thượng đế đều thiện lành đâu, thỉnh thoảng chui ra mấy thằng ở ất a ất ơ ở đâu ra nó nói thì mình phải chịu, tôi biết làm sao. Ok, anti fan nha. Anh ơi, thì Yoshino đánh có ổn không? Liệu có trụ được đến khi Zeros vào không? Ổn hay không thì đâu có đến lượt tôi với các bạn quan tâm. Nó còn nguyên một cái đội ngũ mẹ chuyên môn cao của Gam, người ta còn đang phải cân nhắc rất nhiều rồi, đâu có đến lượt anh em mình quan tâm. Thế bây giờ tôi ví dụ tôi nói với các bạn nha, Yoshino không ổn thì các bạn định tính thế nào? Hả? Với tôi nói là không ổn thì anh em định tính thế nào? Thế nên là quan tâm làm gì nhiều những cái thứ mà nó không thuộc về mình, anh em hiểu không? Ổn hay không thì tự khắc Gam phải biết và họ sẽ phải lo liệu cái điều đấy. Còn không ổn thì cố mà chịu chứ biết làm sao, làm gì có người mà thay. Cố mà đánh cho hết 6 trận đi chứ còn gì nữa. Nhiều bạn ấy tôi biết thừa, rất nhiều ông là viewer của VTV rồi là cũng xem giải các thứ đấy. Thì có một cái tính rất là cũng chả phải xấu mà cũng chả phải tốt. Đại loại là khi nghe thấy một cái tên mới, em biết người ta như thế nào, chỉ biết là người ta là một cái tên mới, chưa từng được thi đấu chuyên nghiệp, chưa từng được khẳng định, cứ biết là linh mới là không biết là đánh 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 đánh, đánh kém hay đánh dở là cứ lo lắng đã. Mẹ mấy cái thằng 17 tuổi nó đánh như cái máy điện đi, các ông còn phải lo. Người ta có nguyên một cái đội ngũ tuyển trạch viên rồi đi tuyển kỹ năng cao vách cả đái ra 17 tuổi leo rank thì toàn top 20 thách đấu các thứ, đánh như cái máy điện đi còn phải đi lo. Lo làm gì cho nó mệt người ra. Ga mùa này mạnh, chắc chắn là mạnh rồi, nhìn thấy Levi rồi đã thấy mạnh rồi.